Rồi tiếp tục vừa bò, chạy bò là 2, con bò giống là 2. Thì hôm nay đó là ngày 4, ngày 2 tháng 4 nha. Đó, ngày 2 tháng 4. Chia sẻ bà con lô bò mới. Đó, khi nào khi vào dắt vào rồi đó, quay rõ ràng để bà con tham khảo, con nào mông cũng phê nha. Bơ bơ không à. Thì bò, cái lô bò này là từ 20 cho tới 26 triệu. Đấy, tùy theo con lớn nhỏ. Mấy con mà 26 triệu ấy, thì nó giòn bò rồi, nó rơi vào tầm 10 tháng 11 tháng nha. Thì bò vừa thì cập nhật bà con tham khảo, bà con đến chạy thì xem bò kỹ hoặc kết bạn Zalo thì chạy sẽ quay trực tiếp cho bà con tham khảo. Địa chỉ đó là thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.